Sáng nay tại siêu thị The City ở thị trấn Yên Mỹ, Sở Công Thương Hưng Yên tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên thứ 12. Điểm bán hàng này không chỉ giúp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đến khách hàng mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Trong năm nay, Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các điểm bán nhận được sự hưởng ứng của nhiều người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm OCOP. Tôi thường sử dụng cam Hưng Yên, tôi thấy rất là hiệu quả, vắt nước hoặc là ăn uống hàng ngày rất là tốt ạ. Đến nay, chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu OCOP của tỉnh Hưng Yên có 252 sản phẩm được công nhận, với 46 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 206 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm tiêu biểu như long nhãn ôm sen và long nhãn sấy của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Việt Vinagri, sản phẩm nano cucumin và tinh bột nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên, đông trùng hạ thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Việt Tú.